Hello các anh em, chúng ta lại gặp nhau trong một video mới. Và trong video này mình muốn có thể gọi là cập nhật, hoặc có thể gọi là khoe với các anh em một số chai nước hoa mà mình mới sở hữu trong thời gian ngắn gần đây. Thực tế mà nói thì đa số đều không phải là những chai nước hoa quá đắt tiền, bởi vì anh em đều biết dịch nó vã do ăn còn chả có, nói gì là mua nước hoa đó. Thì cũng là một vài chai nói chung là bình dân thôi. Nhưng mà trong video này mình cũng muốn là có thể gọi là khoe với các anh em đấy, mình đang có sở hữu những chai nước hoa là như thế đó. Và tất nhiên rồi, nếu như các bạn nào đó lần đầu xem channel của mình thì mình rất hy vọng các bạn hãy bấm like và subscribe để chúng ta có thể gặp được lại lẫn nhau nhiều hơn đó. Còn bây giờ anh em hãy thư giãn và xem video khoe hàng này của mình nhé. Ok, lên đường. Ok các anh em, chai nước hoa đầu tiên mà mình muốn khoe đến mọi người đó là một sản phẩm của nhà Guerlain mà nó có tên Homer. Thực tế mà nói thì chai nước hoa này mình nhớ là đã một vài lần mình đã có nhắc đến trong một số video. Chai nước hoa này với cái tông mùi chủ đạo của nó là bạc hà dần dần, là nó đối với mình cảm thấy nó khá là classic, cổ điển, cực kỳ thích hợp trong cái môi trường đi làm văn phòng lịch sự ấy. Anh em làm một dạng kiểu nhân viên mẫn cán và chúng ta thích những cái một cái mùi hương nó vừa nhã nhặn, nó vừa lịch sự, nó không quá nồng mà nó không quá là cảm giác như kiểu là thiếu cái chất đàn ông ấy, thì Guerlain Homer mình thấy rất là phù hợp. Mình nghĩ rằng đây là một trong những sự lựa chọn rất là tốt nếu như các anh em nào quyết định dạng giống như kiểu signature scent ấy, một cái mùi hương để mà mọi người nhớ đến khi mà mình chuẩn bị xuất hiện đó. Thì đây, mình anh em có thể tham khảo chai nước hoa này, Guerlain Homer. Chai nước hoa thứ hai mà mình mới sở hữu trong thời gian gần đây đó là Mankind Hero của Kaneko. Chai nước hoa này thì mình nghĩ rằng có thể là hơi khá là xa lạ với có thể gọi là đa phần với các anh em. Chai nước hoa này thì mùi hương của nó khi cái open của nó rất là đơn giản, thậm chí là nó cũng cái gì đó nó hơi tầm thường. Thế nhưng mà cái dry down của mùi hương chai nước hoa này thì rất rất là thú vị. Hôm trước mình có xịt vào một bạn nữ, sau khi mà ngửi thì lúc đầu tiên thì bảo là ngửi không biết có cái gì ấn tượng. Thế nhưng mà sau khoảng một tiếng chẳng hạn thì lại khen mùi này rất là sang trọng, rất rất là nam tính. Thì mình nghĩ rằng với một cái giá không phải là quá đắt đó, và mùi hương cũng rất là lịch sự, rất là nam tính, được các chị em khen, ít nhất là mình được 2 vote khen chai nước hoa này rồi thì mình thấy rất là hài lòng đó. Kaneko Mankind Hero, anh em có nhìn ok đó. Chai nước hoa thứ ba đó là một sản phẩm của nhà Hugo Boss, Boss Butter phiên bản limited. Chai nước hoa này đã diss cách đây 6 năm rồi. Theo như mình được biết, với cái tông mùi gỗ phải gọi là rất rất là ok. Open door của chai nước hoa này thì em có nói thật là nó giống như kiểu dầu gội đầu X-Men ấy, X-Men hoặc Romano rồi đấy, một cái mùi dầu gội đầu rất là tầm thường. Thế nhưng dry down của nó thì lại là một cái cú twist, một cái cú như này, này. Đó, rất rất là bất ngờ với cái mùi dày của gỗ cộng thêm một chút ngậy ngọt của vani, rất rất là thú vị. Nếu mà để giống như kiểu plot twist trong điện ảnh ấy, thường hay có cái thuật ngữ plot twist, có nghĩa là một cái nút thắt, một cái nút bước ngoặt trong câu cốt truyện, thì chắc chắn rồi Hugo Boss Boss Butter Limited chắc chắn là một cái cú twist mùi hương rất rất là thú vị. Nhưng mà kiếm chai này bây giờ hơi bị khó nha anh em. Nếu mà các anh em nghe thấy mình gọi là tán dương ca tụng thì mà hỏi mình có hàng không thì mình không có đâu, bởi vì chai này đã diss cách đây 6 năm rồi. Ok, và hiện tại thì mình đang order 2 chai, mình đang đợi trên đường về. Chai đầu tiên đó là chai Mustache, Rochas Mustache. Đây là một mùi hương vani rất rất là phê. Bởi vì hôm trước mình được một người bạn tặng cho mình một ống vial nhỏ, và thực tế là chai này mình đã từng tìm mấy năm trước rồi, nhưng mà hơi ít hàng đó. Và vô tình thời gian trước thì một bạn đã tặng cho mình một cái vial, bởi vì bạn ấy, mình cũng nói chuyện là bởi mình bảo mình tìm chai này rồi,
thì là vô tình bạn ấy cũng xin được. Thế là cho mình, mà mình gửi phát về, may làm sao có hàng order luôn. Và trai đấy, nếu như anh em đang cần tìm trai White Yves Saint Laurent Tuxedo ấy, thì trai Rochas Mustache có cái nét tương đồng với Tuxedo đó. Nhưng mà dù sao cái chai Mustache đấy hơi khó tìm. Và chai thứ hai đó là chai Paris Privé number 21 thì phải. Được ca ngợi là một mùi hương thuốc lá vani, nếu như mình nhớ không nhầm đại loại. Thật ra chai này là mình được giới thiệu, cho nên mình cũng đang tò mò và mình quyết định là thử xem nó ra làm sao. Thì mình cũng hy vọng rằng bởi vì chai đấy là một sản phẩm nghe đâu là nội địa của Pháp, cho nên mình không quá nhiều thông tin là mùi hương như thế nào. Dù sao thì mình vẫn đang chờ đợi để xem là thực tế nó ra làm sao. Biết đâu đấy là lại là một cái mùi hương xuất sắc đó. Thì video này cũng không có một cái gì đấy nó quá là phức tạp cả. Mình muốn chia sẻ đến các anh em những cái chai nước hoa mà mình sở hữu trong thời gian ngắn gần đây. Rất hy vọng mọi người cảm thấy video này, hãy like và share. Nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.